Đây là bát sen. Vâng, bát sen của chân cột. Còn đây là đầu kìm. Vâng, đầu kìm. Hai cái khuôn này là đầu kìm. Vâng, chân của con kìm này. Đây là chân của con kìm. Vâng. Chân kìm. Cái sản phẩm này là cái lá đề. Lá đây đề là lá đề. Mái. Lá đề rìa mái này. Vâng. Rồi. Lá hoa văn của thượng lương. Đây là hoa văn thượng lương thì nó gồm hai mảnh. Hai mảnh ghép. Vâng. Rồi. Bên trái và bên phải. Bên trái bên phải. Rồi. Con cái này là cái lá hoa văn của con chồng. Hoa văn của con chồng. Vâng. Là loại hai mảnh hai cái đấy. Hai mảnh. Vâng. Rồi, bên trái và bên phải. Đây là cái đài sen. Đài đấu, sen. Đấu sen. Đây là đấu sen này. Đấu. Nó hai khuôn đây là đấu sen này. Vâng. Còn đây là hoa văn của mõm ngé. Đây là hoa văn của mõm ngé. Rồi. Mõm ngé kẻ ngồi. Còn đây này là lá của thượng lương. Đây là lá của thượng lương. Vâng, hoa văn thượng lương. Rồi. Vâng. Thế là vậy là đang đủ là đi 7 loại phù điêu. Cái này là của nó chân trái và chân phải. Cái này là chân của con kìm. Chân của kìm. Đây là chân của hai con kìm. Đầu kìm và chân kìm. Rồi. Đấy. Nhựa khuôn này thì đều phải làm tất bằng nhựa mềm. Vâng. Thì sản phẩm ra nó mới đẹp được. Đó. Đó. À, bên ngoài là một lớp nhựa cứng. Vâng. Composite. Đó. Tất cả là làm bằng nhựa mềm silicone các bác nhé. Rồi.